tại sao phải đánh bóng kính xe ô tô. Ở video này Johnny sẽ chia sẻ cho các bạn có 3 lý do chính mà chúng ta cần và nên đánh bóng kính ô tô nha các bạn. Lý do đầu tiên đó là nó sẽ tăng cái độ trong của kính. Các bạn hình dung là cái kính khi mà chúng ta di chuyển xe thì khói bụi, những cái chất oxy hóa nó sẽ bám bên ngoài kính và nó làm cho cái kính nó ngày càng nó mờ đi, và chúng ta sẽ không thấy nó trong như ban đầu đi xe mới nữa. Thì chúng ta cần phải nên đánh bóng kính lại để gì, nó lấy lại cái bề mặt của kính ngoài, nó phẳng lại và nó lấy đi hết những cái chất mà bám bẩn trên bề mặt, nó láng sáng bóng lại kính, để nó sẽ tăng cường cái độ trong của kính mà chúng ta nhìn cái vật thể phía ngoài nó sẽ rõ ràng hơn. Mình đi ban đêm như đồ nó, mình sẽ nhìn nó đỡ bị mỏi mắt hơn. Nên lý do đầu tiên là sẽ làm cho cái kính nó trong và mới trở lại, nó giống như đánh bóng sơn vậy các bạn, nó sẽ phục hồi lại cái bề mặt để cho nó mới trở lại. Cái vấn đề lý do thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái bị lóa ban đêm. Ví dụ cái kính của mình xài trong một thời gian thì chắc chắn nó sẽ có những cái vật xước, về cái vết xước ở trên bề mặt, thì quan trọng là nhiều hay ít và mỏng hay là nặng thôi. Thì khi cái kính mà nó xuất hiện những cái vết xước đó, thì khi mình đi ban đêm á, với những cái ánh sáng ngược chiều và những cái xe mà nó rọi ngược chiều lại của mình á, thì khi nó pha đèn vô cái kính của mình thì cái ánh sáng nó sẽ theo những cái dấu xước nó lan tỏa lên hết cái kính của mình luôn, và làm cho cái mắt mình nó bị chóa sáng như ban đêm, rồi mình nhìn đường nó không còn rõ nữa, và nó vô cùng nguy hiểm nếu mình đối với những cái kính mà nó bị xước nhiều mà nó pha đèn lên cái là mình hết thấy gì luôn, và mình có thể gì không còn thấy đường, rồi mình có thể lủi vô các cái xung quanh, nên rất là nguy hiểm nha các bạn. Nên lý do thứ hai mà chúng ta cần đánh bóng kính là nó sẽ xóa đi những vết xước mỏng nhẹ để nó lấy lại cái độ trong của kính, để giúp chúng ta đi đêm an toàn hơn, không bị lóa sáng, mắt chúng ta đỡ mỏi hơn nha các bạn, an toàn cho mắt của mình hơn. Và lý do thứ ba mình muốn chia sẻ cho các bạn là khi cái kính mình đánh bóng cho nó sáng, nó bóng lên á, thì nó sẽ đạt một yếu tố nữa, yếu tố thẩm mỹ của cái xe mình nó sẽ đẹp hơn, bóng hơn. Cái xe bề mặt sơn nó bóng rồi, cái kính nó cũng bóng, nó sẽ làm cho cái xe nó mới tổng thể hơn. Chứ đôi lúc mà một số xe mình cũ mình đánh bóng sơn hoặc cái kính nó mờ è là nó sẽ không đẹp cái xe hoàn chỉnh. Vậy cái yếu tố cuối cùng đó là yếu tố thẩm mỹ, cái xe kính nó bóng đẹp cho cái xe hơn và cái xe nó nhìn rất là mới. Đó là ba lý do chính mà các bạn nên đánh bóng kính. Và ở đây mình cũng chia sẻ một kinh nghiệm luôn, đó là các bạn nên đánh bóng kính một cách định kỳ. Đây là một dịch vụ định chăm sóc định kỳ, giống như các bạn đánh bóng sơn vậy đó. Đánh bóng sơn một năm mình đánh 1 đến 2 lần, thì kính mình cũng nên đánh một năm từ 1 đến 2 lần để mà giữ cái bề mặt kính luôn như mới trong suốt quá trình mình chạy xe. Các bạn có thể tham khảo cái quy trình ở đánh bóng kính ở website abkk.vn hoặc là gọi điện đến số online 1900 25 25 26 để được cố vấn dịch vụ tư vấn các bạn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.